Xin chào tất cả các anh đã quay trở lại với kênh YouTube của Ambe. Khi các anh có một chiếc bật lửa Zippo xịn, chắc chắn là mình cũng sẽ rất là muốn bảo vệ nó sao cho nó có độ bền tốt nhất, đúng không ạ? Và hôm nay thì em xin giới thiệu tới các anh một mẫu bao da dành cho bật lửa Zippo, vừa thời trang vừa bảo vệ cho chiếc bật lửa của các anh luôn các anh nhé. Và bao da bật lửa Zippo ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu tới các anh có mã hàng là BZ01 và mã sản phẩm thì em có để bên câu trả màn hình các anh nha. Và khi các anh gọi điện để đặt hàng thì vui lòng đọc đúng mã sản phẩm giúp em thôi, là bên em sẽ giao đúng hàng, đúng như mẫu quảng cáo các anh nha. Với mã hàng này thì có hai màu chính cho các anh lựa chọn, đó là màu đen và màu nâu. Bên shop Ambe cam kết bán hàng chính hãng, nên là khi các anh mình mua hàng thì cứ yên tâm các anh nha. Và với sản phẩm bao da Zippo BZ01 này thì được làm hoàn toàn bằng da bò thật các anh nha, nên là mình cứ an tâm sử dụng. Và những chiếc bao da này thì được làm bằng da bò thật 100% các anh nhá, nên là mình có sử dụng lâu thì cũng không lo là bị nó bị bong chóc hay là bị hỏng. Và da của từng chiếc bao da này thực sự là được đóng rất là dày các anh ạ. Các anh có thể quan sát hơn là bằng cách là mình có thể để bật chế độ Full HD lên các anh nhá, để mình xem được chi tiết từng góc cạnh của sản phẩm các anh ạ. Và với mẫu bao da bật lửa Zippo này thì cũng có quay thép cho các anh lựa chọn và cũng có thêm cả quay da nữa các anh nha. Quay da thì nó sẽ rất là mềm hơn, còn quay thép sẽ cứng hơn một chút. Và quay thép này thì được làm bằng từ chất liệu là kim loại thép không dễ nha các anh. Mình rất là dễ dàng sử dụng thôi. Đó. Bao da bật lửa Zippo không chỉ là giúp cho chiếc bật lửa của mình được bảo vệ an toàn hơn, mà nó còn là một sự đẳng cấp, một sự thời thượng dành cho các anh nữa. Khi các anh đem theo bao da Zippo bên mình thì thực sự là đẳng cấp hơn rất là nhiều. Mình chỉ việc mở nắp ra và cất bật lửa bên trong này là được rồi các anh nha. Và các anh lưu ý giúp em một điều là mình sử dụng bao da Zippo này thì là mình sẽ chỉ sử dụng được với những chiếc Zippo bình thường thôi, không sử dụng được với dòng Slim hay là Emblem các anh nha. Em sẽ cho thử ở đây một chiếc. Thực ra là khi mà mình cho vào ấy, nó rất là chắc chắn, nó bảo vệ được toàn bộ cho chiếc bật lửa của mình. Và nhìn rất sang hơn rất là nhiều các anh ạ. Thực sự rất là đẹp luôn. Và tháo ra rất là dễ dàng. Bởi vì là chiếc bao da Zippo này thì là thiết kế dành cho những chiếc bật lửa bình thường. Đó. Nhưng đây em sẽ thử cho với dòng Emblem. Bởi vì là dòng Emblem là sẽ dày hơn nên là mình sẽ không cho vừa. Đây là các anh lưu ý giúp em nhé, là khi mà mình sử dụng bao da bật lửa Zippo này thì là mình sẽ sử dụng được với những dòng bật lửa thông thường được anh nha. Đó, đây em sẽ làm để cho các anh có thể nhìn thấy đây. Đó, nó sẽ tạo được độ vừa khít cho chiếc bật lửa của mình, nó sẽ ôm trọn được tất cả luôn. Đó. Thực sự là với dòng bao da bật lửa Zippo này thì em nghĩ là mình nên có để bảo vệ cho những chiếc bật lửa yêu dấu của mình nhé. Nó sẽ tạo độ chắc chắn rất là nhiều, bảo vệ được toàn bộ cho chiếc bật lửa của mình, mà nó cũng sẽ thể hiện được hơn sự đẳng cấp của các anh nữa. Và hiện nay thì ở trên thị trường có tình trạng làm giả làm nhái bao da bật lửa Zippo rất là nhiều. Khi mà các anh sử dụng bao da bật lửa Zippo thì những cái mẫu mà hàng giả hàng nhái đấy là sẽ được thay thế bằng một cái chất liệu khác. Nó sẽ khi mà các anh sử dụng lâu thì nó sẽ khiến cho da sẽ dễ bong chóc hơn và nó sẽ bị bay màu theo thời gian. Còn đối với những sản phẩm bằng da thật, bằng da bò thật thì các anh cứ yên tâm hoàn toàn các anh nha. Đó. Và bên em thì bán sản phẩm này là hàng chính hãng. Các anh có thể nhìn thấy đây là được khắc rất là sâu Make in USA. Đó. Và mẫu nào cũng có. Ở đây thì là có Make in USA ở đây. Từng đường nét khâu rất là chắc chắn các anh nha. Đó. Và thực sự là da của nó rất là dày, tạo độ bền cho các anh. Và khi mà mình làm chẳng may mình làm rơi bật lửa thì nó cũng đã có bao da này để bảo vệ cho rồi. Các anh nên sử dụng những chiếc bao da dành cho bật lửa bởi vì là nó sẽ bảo vệ cho chiếc bật lửa của mình rất là nhiều đấy ạ. Bởi vì là khi mà mình chẳng may mình cầm trơn hay như nào đấy là chẳng may bị rơi bật lửa thì nó đã có chiếc bao da này bảo vệ rồi và rất là an toàn cho các anh. Và đối với những chiếc bao da bật lửa Zippo thật thì luôn luôn có hộp đi kèm canh nha. Nên là mình hãy nên lưu ý trước khi là mình mua một sản phẩm gì đấy nên mình phải tìm hiểu kỹ. Là mình kết sản phẩm bao da bật lửa Zippo BZ01 này thì có thể là gọi điện theo tới các số điện thoại đang hiện để trên màn hình canh nha. Các anh đọc đúng mã sản phẩm là BZ01 và bên em sẽ giao đúng hàng, đúng sản phẩm cho các anh. Và khi mua hàng tại Ambe Shop thì các anh lưu ý là mình được kiểm tra hàng các anh nhé. Đúng hàng, đúng mẫu, đúng như bên em quảng cáo thì mình mới phải thanh toán. Và các anh là mình có thắc mắc gì về sản phẩm này thì hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh.